Top 10 quái vật dưới rãnh Mariana. Xin chào. Cảm ơn anh em đã xem video. Mình là Neo TV đây. Một nơi có những đặc điểm địa chất rất đồ sộ, rộng lớn và hùng vĩ đến mức nếu đỉnh Everest xuất hiện ở đây, nó sẽ trông như một ngọn đồi nhỏ vậy. Tuy nhiên, không giống như Everest, nơi này gần như vô hình và chỉ có thể quan sát bằng các công cụ hỗ trợ. Đó là rãnh Mariana, một rãnh ngầm dưới nước trong vỏ trái đất dài gấp 5 lần hẻm núi lớn, Grand Canyon, ở tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ. Rãnh Mariana là gì? Trên thực tế, rãnh Mariana là phần sâu nhất, sâu hơn bất kỳ đâu trong các đại dương trên trái đất. Theo các ước tính của các nhà khoa học, ở độ sâu nhất của rãnh Mariana là một nếp gấp có tên Challenger Deep. Vực thẳm này có độ sâu gần 10.984 m, tương đương khoảng 10,9 km. Nếu bạn đặt đỉnh núi Everest xuống đáy của Mariana, đỉnh núi cao nhất thế giới còn cách mặt đất khoảng 2.134 m. Rãnh hình thành nơi hai mảng kiến tạo, các mảnh ghép hình ghép của vỏ trái đất đan vào nhau. Khi các mảng va chạm theo chuyển động chậm, các cạnh đẩy xuống dưới thành hình chữ V, tạo ra một thung lũng đi sâu vào lòng trái đất. Rãnh Mariana là một nơi xa lạ đến nỗi cho đến những thập kỷ gần đây, các nhà khoa học hầu như không có manh mối nào về việc có tồn tại các loại dạng sống nào có thể tồn tại ở đó. Nếu bạn lao sâu hơn 1.000 mét vào đại dương, sẽ không có ánh sáng mặt trời để sinh ra sự sống. Nhiệt độ nước thường chỉ ở trên mức đóng băng và gần như không có thức ăn. Áp lực nước trong rãnh lớn hơn gần 1.000 lần so với mực nước biển. Áp suất cao đến mức nó có thể nghiền nát gần như bất kỳ sinh vật nào hoặc vật thể nhân tạo nào, trừ khi động vật hoặc vật thể đó được chế tạo đặc biệt để chịu được những sự khắc nghiệt đó. Một vài phương tiện có người lái và không người lái đã lặn xuống vùng nước của rãnh trong những năm gần đây và đã tìm được những bằng chứng chứng minh rằng thực sự có sinh vật sống và thậm chí phát triển mạnh trong môi trường gần như còn xa lạ với giới khoa học này. Và một số sinh vật trong số này rất kỳ lạ. Hãy chiếu một tia nắng mờ ảo qua thế giới ngầm đầy nước bí ẩn này và khám phá một vài sinh vật sống kỳ lạ nhất trên hành tinh. 10 loài sinh vật sau đây không chỉ kỳ lạ, chúng cũng là một số loài động vật có sức chịu đựng đáng kinh ngạc trong môi trường sống khắc nghiệt nhất hành tinh. 10. Bạch tuộc Dumbo. Đây là loài bạch tuộc mà hãng phim Walt Disney đã sáng tạo ra cho một trong những bộ phim hoạt hình của mình. Đó là bạch tuộc Dumbo, có đôi tai giống voi Dumbo nhỏ nhắn dễ thương trên thân dài 30 cm. Loài động vật đáng yêu này cũng có đôi mắt long lanh và cái miệng chu mỏ đầy thú vị, làm tăng thêm vẻ đáng yêu cho ngoại hình của nó. Loài bạch tuộc này trông có vẻ cute, nhưng nó thực sự đủ bền để biến nó trở thành loài bạch tuộc sống sâu nhất mà khoa học biết đến. Nó thích làm nhà của mình ở độ sâu từ 2.900 đến 3.900 m. Khi nghĩ đến những con bạch tuộc, bạn có thể hình dung ra một lớp áo hình củ mọc ra 8 xúc tu lủng lẳng. Tuy nhiên, Dumbo lại thuộc một loại được gọi là bạch tuộc ô, với các xúc tu có màng khiến chúng trông giống như một chiếc ô. Cấu tạo đặc biệt này giúp chúng giống một con sao biển với một đầu bóng bay nổi lên từ trung tâm. Không giống như hầu hết các loài bạch tuộc, loài này không nghiền thức ăn bằng cái miệng. Thay vào đó, nó chỉ nuốt trọn con mồi. Chín. Cá rồng biển sâu Deep Sea Dragonfish. Có thể không giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào, nhưng loài cá biển sâu giống lươn này có khả năng phát quang sinh học bắt mắt. Nếu bạch tuộc Dumbo là một trong những loài động vật đại dương trông vô hại nhất, thì loài cá rồng biển sâu lại ngược lại. Với hàm răng quá khổ và khuôn mặt gớm ghiếc, cá rồng là sát thủ của loài sinh vật khác. Mặc dù là cá nhưng nó không có vảy mà thay vào đó là lớp da trơn, nhầy như da lươn. Cá rồng dài khoảng 15 cm. Thích môi trường 213 đến 1.828 m dưới bề mặt, nơi nước không có ánh sáng và lạnh. Giống như nhiều sinh vật sống dưới nước sâu, loài này phụ thuộc rất nhiều vào các bộ phận cơ thể phát quang sinh học, giúp tận dụng các phản ứng hóa học bên trong để tạo ra ánh sáng kỳ lạ. Cá có thể sử dụng ánh sáng này để giao tiếp với các cá khác hoặc để ngụy trang. Nó cũng lủng lẳng một cái vạch sáng ở phần nhô ra giống như râu từ hàm dưới của nó. Những con cá khác bị hấp dẫn bởi cái bẫy này vì lầm tưởng nó là một bữa ăn miễn phí. Nhưng trong nháy mắt, nó sẽ trở thành bữa ăn thịnh soạn cho con cá rồng. 8. Cá Barai. Ánh sáng là thứ quý hiếm ở vùng biển khơi tăm tối. Khả năng phát hiện cả một tia nắng mặt trời có thể là dấu hiệu của một bữa ăn thịnh soạn sắp bắt đầu. Vì vậy, các sinh vật của rãnh Mariana, như cá lúa mạch đã phát triển các đặc điểm khác thường, để sử dụng các mảnh ánh sáng có lợi cho chúng. Con cá này có một cái đầu trong suốt, bên trong cái đầu đó là hai con mắt hình cái trống. Rất nhạy cảm thường hướng lên trên, cho phép cá nhìn thấy bóng của con mồi. Đối với phần đầu trong suốt, các nhà khoa học cho rằng đặc điểm này có thể chỉ đơn giản là cho phép con cá thu thập thêm một chút ánh sáng. Điều này có thể mang lại cho loài vật kỳ lạ này
một chút lợi thế hơn so với đối thủ cạnh tranh. Loài cá này thậm chí còn không được con người biết đến cho đến năm 1939, khi nó bị kéo ra khỏi môi trường sống cách mặt nước 762 mét. Ngay cả khi đó, các mẫu vật cũng kém lý tưởng hơn, vì chúng bị hư hại trong sự thay đổi áp suất từ cao sang áp suất thấp. Giờ đây, các nhà nghiên cứu đã có thể sử dụng các phương tiện lặn sâu được điều hành, từ xa được trang bị đèn và camera có thể chịu được áp suất, họ có thể quan sát mạch máu kỹ hơn. Tuy nhiên, loài cá kỳ quặc này vẫn còn giữ nhiều bí mật, khiến các nhà khoa học phải bối rối về vòng đời và quá trình sinh sản của nó. 7. Sứa benthocoron. Sứa là loài sinh vật biển khá phổ biến, dạt vào bờ biển và thường làm tắc nghẽn lưới của ngư dân. Tuy nhiên, benthocoron là một loại sứa khác thường thích môi trường ngoài biển, ở độ sâu hơn 762 mét, thường ở ngay dưới đáy biển. Đây là những con sứa nhỏ gọn với đầu tròn hình quả chuông. Kích thước của phần đầu thường có đường kính nhỏ hơn từ 2 đến 3 cm, và nó được gắn với khoảng 1.500 chiếc xúc tu đỏ rực dùng để tự lướt qua nước. Benthocoron ăn thịt động vật giáp xác nhỏ và foraminiferans, những sinh vật đơn bào nhỏ bé. Mặc dù nhiều loại sứa có màu trong suốt, nhưng benthocoron có màu đỏ đục trên phần đầu của nó. Các nhà khoa học tin rằng, màu sắc này có thể giúp che đi ánh sáng phát quang sinh học của những động vật nhỏ bé mà sứa ăn phải, che giấu benthocoron khỏi nguy hiểm. Giống như rất nhiều loài động vật trong rãnh Mariana, loài này vẫn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học. 6. Cá Anglerfish Sea Devil. Nếu một con cá có từ ma quỷ trong tên của nó, thì chắc chắn rằng nó sẽ rất kỳ quái. Sea Devil Anglerfish sẽ không làm bạn thất vọng, nó có cả một danh sách các đặc điểm kỳ lạ hấp dẫn. Thật khó để không bắt đầu với vẻ ngoài của Sea Devil. Đúng như tên gọi của nó, đây là loài cá có thể từ địa ngục với thân hình dị dạng, hàm răng sắc như dao cạo và cái nhìn lạnh lùng chết chóc. Mặc dù trông chúng kỳ dị và đáng sợ, nhưng ít nhất chúng không khổng lồ. Con cá nhìn chung dài 20 cm. Con đực nhỏ hơn nhiều, có thể dài khoảng 2,5 cm. Trong một bước ngoặt tiến hóa kỳ lạ của quá trình sinh sản, con đực thực sự hợp nhất với con cái. Vây, răng và mắt của chúng biến mất, cùng với một số cơ quan nội tạng, cuối cùng biến hai cá thể thành một. Những gì còn lại trong cơ thể của con đực, về cơ bản trở thành một bể chứa tinh trùng sẽ giúp thụ tinh với trứng của con cái khi đến thời điểm thích hợp. Là một loài cá sử dụng cạm bẫy, cá Sea Devil không lao theo con mồi. Thay vào đó, nó có một phần nhô ra, từ trán treo một miếng mồi phát sáng để thu hút những con vật kém may mắn. Với bộ hàm khổng lồ, con cá biển thực sự có thể nuốt chửng những sinh vật lớn hơn chính nó. 5. Cá mập yêu tinh, Goblin Shark. Nếu bạn đã từng xem bộ phim mang tính biểu tượng người ngoài hành tinh, bạn sẽ bị ám ảnh bởi những giấc mơ về những sinh vật hói đầu, đầy răng sắc nhọn. Bây giờ hãy hình dung một con cá mập với khuôn mặt như vậy đang bơi xung quanh trong vùng biển sâu nhất, tối nhất. Đó là cá mập yêu tinh, một con quái vật của vùng biển sâu Mariana. Cá mập yêu tinh có một chiếc mõm nhô ra trông giống như một thanh kiếm nhọn. Ngay bên dưới mõm là một bộ hàm nhô ra dường như không khớp với khuôn mặt của cá mập. Hơn nữa, những con cá mập này không phải là màu xám. Thay vào đó, da của nó có một màu hồng riêng biệt. Nếu bạn từng ở dưới nước khi một con cá mập yêu tinh đi ngang qua, bạn sẽ thấy mình bị lùn đi về kích thước, chúng có thể phát triển chiều dài tới 5,5 mét. May mắn thay, bạn sẽ không gặp phải một con quái vật như vậy. Những con cá mập này thường di chuyển xuống độ sâu 914 mét và càng lớn tuổi, chúng càng lặn sâu hơn. Cũng như rất nhiều loài động vật biển sâu, khoa học biết rất ít về cá mập yêu tinh. Không ai biết chính xác cách chúng sinh sản. Vì vậy, giống như yêu tinh trong truyện cổ tích, những con cá này vẫn là một ví dụ bí ẩn và tuyệt vời về sự đa dạng của cuộc sống trên trái đất. 4. Cá diều biển sâu, Deep Sea Hatchet Fish. Có rất nhiều loài cá trông kỳ dị ở biển, nhưng không ít trong số chúng giống một công cụ cầm tay của con người. Cá diều biển sâu giống như một chiếc diều đang bơi màu bạc. Có hơn 40 loài cá diều. Tất cả chúng đều có thân hình gầy gò một cách kỳ lạ, và nhiều con còn có vảy sáng bóng. Điều này càng làm tăng thêm vẻ ngoài như kim loại. Chúng là loài cá nhỏ và ngay cả những loại lớn nhất cũng chỉ dài khoảng 15 cm. Vẻ ngoài tinh tế của chúng cho thấy độ cứng cáp, bởi vì những con cá này được tìm thấy ở độ sâu gần 1.500 mét. Cá Hatchet Fish có cơ thể phát quang sinh học, và chúng có thể thay đổi độ sáng của ánh sáng tùy thuộc vào mức độ lọc ánh sáng từ phía trên. Khi làm như vậy, chúng đang tái tạo cơ thể bằng một kỹ thuật ngụy trang thông minh. Ánh sáng mờ tự tạo ra của chúng làm giảm bóng của chúng, khiến những kẻ săn mồi khó phát hiện chúng từ bên dưới hơn. 3.
cá mập màu Frilesac. Chúng có thân hình tròn trịa của một con cá trình kết hợp với một cái đầu dẹt, giống như một con khủng long trên cạn. Loài này có nguồn gốc cổ xưa kéo dài gần 80 triệu năm. Tên của loài cá mập này bắt nguồn từ 6 hàng mang xếp nếp uốn lượn trên cơ thể của nó. Chúng dài tới 1,8 mét. Đáng chú ý là, con cá mập có hơn 20 hàng răng hình đinh ba, có thể xé nát bất kỳ phần thịt nào đi qua gần chúng. Cá mập màu có lẽ dành phần lớn cuộc đời của chúng gần đáy đại dương, và chúng thích những vùng nước sâu hơn 1.200 mét. Trong những trường hợp hiếm hoi người ta bắt chúng và đưa chúng lên mặt nước, những con cá mập hầu như luôn bị bỏ mạng ngay lập tức, khiến chúng ta rất khó quan sát hành vi và vòng đời của chúng. The frilled shark prefers cooler waters and is commonly found. 2. Bạch tuộc kính viễn vọng, telescope octopus. Giống như những cơn thịnh nộ của vực thẳm, những con bạch tuộc trong kính viễn vọng trôi nổi và lủng lẳng trong dòng chảy sâu nhất của các đại dương trên trái đất. Không giống như hầu hết các con bạch tuộc, loài này không bay lượn dưới đáy biển. Thay vào đó, nó trôi qua cột nước ở độ sâu hơn 1.900 mét và không bơi theo chiều ngang, mà treo mình theo chiều thẳng đứng. Có lẽ khiến những kẻ săn mồi sâu hơn khó nhìn thấy hình dạng của nó. Nếu bạn may mắn nhìn thấy một con bạch tuộc bằng kính viễn vọng, bạn có thể tự hỏi liệu áp suất dưới nước có khiến bạn nhìn thấy mọi thứ hay không. Cơ thể của nó rõ ràng đến mức gần như trong suốt, và giữa mỗi tám xúc tu của nó là một tấm vải mỏng manh khiến loài này có hình dạng ma quái. Trong lớp thịt giống như giấy bóng kính đó, bạn sẽ thấy hai nhãn cầu lồi ra không giống như những con bạch tuộc khác. Đôi mắt này cung cấp tầm nhìn ngoại vi rộng hơn, để bạch tuộc có thể nhìn thấy những kẻ săn mồi và con mồi. Giống như một thứ gì đó trong một bộ phim khoa học viễn tưởng, đôi mắt đó cũng xoay tròn, có lẽ cung cấp cho sinh vật một cách thậm chí còn tốt hơn, để nhìn xuyên bóng tối của nơi trú ẩn sâu thẳm của nó. Một, Junthaima, Zambiua. Về mặt chính thức, nó được gọi là Osdex. Và tên của nó cũng như vẻ ngoài đầy lông vũ, khiến nó giống như một loại cây trong cuốn sách của tiến sĩ Seuss. Nhưng loài sâu này cũng có những biệt danh hung dữ hơn như sâu sưng hoặc sâu zambi, và nó có thể ăn xương cứng như đá của một số loài động vật lớn nhất trái đất, bao gồm cả cá voi. Junthaima tiết ra axit để giúp nó tiếp cận các chất bên trong xương cá voi đã chết đó. Sau đó, nó sử dụng vi khuẩn cộng sinh để chuyển đổi protein và chất béo của xương thành các chất dinh dưỡng dùng làm thức ăn cho xương. Những xúc tu đầy lông của nó ngọ nguậy trong nước, hút oxy để giữ cho con sâu sống. Junthaima cái có thể dài tới khoảng 5 cm. Những con đực có kích thước siêu nhỏ và những con cái sẽ thu thập một hậu cung gồm những anh chàng tí hon này trên cơ thể của nó. Cuối cùng, con đực tìm được đường vào ống dẫn trứng của con cái. Con cái thả những quả trứng đã thụ tinh của mình vào nước, vòng đời của con Jun bắt đầu lại và những con Junthaima bắt đầu công việc dọn dẹp các mảnh vỡ của cá voi ở những góc tối nhất của đại dương. Nhờ những công nghệ tốt hơn, con người chúng ta cuối cùng đã bắt đầu khám phá ra vùng đen tối của rãnh Mariana. Tuy nhiên, hẻm núi dưới nước này là một trong những nơi chưa được khám phá nhất trên hành tinh của chúng ta, và nó có thể sẽ vẫn như vậy, cho đến khi chúng ta tìm ra những cách mới để nhìn vào sâu, mà không có nguy cơ bị nghiền nát hoặc chết đuối. Vì vậy, cũng giống như rãnh Mariana, các loài động vật sống ở đó sẽ tiếp tục là những bí ẩn. Chúng có thể là anh em họ trên trái đất của chúng ta, nhưng xét về mức độ chúng ta biết ít về chúng, hoặc có thể chúng đến từ một thế giới khác. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like, share và bấm nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ Neo TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!